đoàn 125. Trong khi đó mà những cái đất biển người ta hoàn toàn không hề đền. Tiếp theo, các anh chị báo chí, ở bên góc bên kia có một cô tóc đã bạc rồi. Vào tháng 10 năm về trước, Ủy ban nhân dân 2 vì muốn xây dựng trụ sở của mình đã cướp đất người ta. Công an để làm gì? Lực lượng công an nhân dân là để bảo vệ nhân dân, nhưng hôm đó chính lực lượng công an nhân dân đã kề súng vào đầu của con trai cô đó và nói rằng mày cần đất hay cần mạng, vậy thì công an để làm gì, bảo vệ cho cái gì? Còn về việc Nam Rạch Chiếc, Nam Rạch Chiếc không hề nằm ở trong dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm, nhưng vào năm 2002 vẫn có văn bản rằng lấy Nam Rạch Chiếc để tái định cư cho người dân ở khu đô thị mới Thủ Thiêm. Rồi những người dân ở khu Nam Rạch Chiếc đã được đền bù như thế nào? Một mức giá rẻ mạt giống như là để dân nước vậy, và người ta không có quyền để được thương lượng. Các chị lấy đất để cấp cho doanh nghiệp, mang tiếng rằng lấy đất để đổi hạ tầng, trong khi đó 770 hecta ở khu đô thị mới Thủ Thiêm, khu trung tâm để tái được đẩy vào 160 cũng lấy đó 160. Vậy thì tại sao không có một cái nguồn vốn nào tái định cư mà lại đi lấy đất ở Nam Rạch Chiếc, ép những người dân ở Nam Rạch Chiếc? Khu 87 hecta, 87 hecta đã treo bao nhiêu năm nay rồi, khi nào thực hiện? Tại sao lại giao cho những công ty không có khả năng thực hiện? Những công ty đó hoàn toàn không có vốn, không đền bù cho người dân mà dám làm cái hồ sơ đã đền bù rồi, và sau đó tự tiện lấp lén canh người ta không có nhà dở nào tháo ra lấy đất, luật pháp chỗ nào, trong khi cái đơn vị lấy đất lại là quân đội. Quân đội để làm gì? Để bảo vệ nhân dân hay là quân đội để hù nhân dân lấy đất? Bộ Quốc phòng, trách nhiệm của Bộ Quốc phòng, Bộ Quốc phòng làm kinh tế bao nhiêu năm nay, cản các lái thu bao nhiêu lời, có đền bù cho người dân hay không? Liên tục có dự án 11 hectare phường Bình Trưng Đông, phường Bình Trưng Đông đã treo cái dự án 11 hectare đó cho cái đất có dùng bao nhiêu năm nay rồi. Thậm chí ngay cả gia đình tôi đây, 20 mạng đổ xuống chiến trường cho các vị đã không báo ân mà lại còn báo oán. Bao nhiêu năm nay lấy bao nhiêu đất của gia đình tôi rồi, hàng chục ngàn mét vuông đất, liên tục. Thậm chí là cái ranh giới nghĩa trang, xác nhận cái nghĩa trang kế bên nhà tôi thành cái nhà tôi cũng là giống như cái nghĩa trang đó, mục đích để xung công lấy đất. Tại sao cái việc phải si tiền cái đồ như vậy? Đó là một sự đê tiền thật sự. Bao nhiêu năm nay hàng chục con người đổ xương máu xuống cho các gì để cuối cùng để lãnh được cái hậu quả đó là hả? Đây là hậu quả hay kết quả? Giao nhiệm kỳ qua tâm, từ năm 2011 tới 2016, Hội đồng Nhân dân có trách nhiệm giám sát các dự án. Đã giám sát như thế nào mà lấy ở Nam Rạch Chiếc 90,2 hecta, Cát Lái 50 hecta, Thạnh Mỹ Lợi 63 hecta, quay ngược lại Thủ Thiêm lấy 160 hecta? Ở đây á, một đứa nhỏ thôi, lớp 2 thôi, cộng đi 160 là bằng bao nhiêu mà Hội đồng Nhân dân không phát hiện được rằng đó là sai phạm đập khoán 4.000 căn nhà của người dân? Vậy thì Hội đồng Nhân dân để làm cái gì? Để chập nhịp cho có thôi hả? Để có thôi chơi thôi hay làm gì? Để làm gì nữa? Đại diện tiếng nói của nhân dân, các chị có thể nào bảo vệ người dân chưa? Có bảo vệ người dân ở những khi mà người ta quỳ xuống gian sinh của các chị chưa? Không hề có chút nào hết. Tôi muốn biết rằng tới khi nào, chính xác là lúc nào, những dự án treo, những hồ sơ đó của những người dân hoang mang này được giải quyết, bởi vì nó không phải là mới nữa, nó là hàng chục năm rồi, không còn mới mẻ gì nữa đâu. Các chị có lẽ cũng đã đọc mòn hồ sơ rồi, vậy tại sao không giải quyết cho người dân? Chị Dương nói còn gọn lại, nếu mà nội dung của chị nhiều quá, tôi có thể ghi ra giấy, tôi sẽ tổng hợp lại. Anh à, tôi nói có thể là 5-10 phút, nhưng khi đập nhà hàng chục người, người ta đã tốn hàng bao nhiêu thời gian, người ta tốn hàng chục năm đi thôi, vậy thì tại sao các anh không cảm thấy đau xót cái thời gian đó của người ta? Các anh cảm thấy bây giờ là dài đúng không? Người ta bỏ ra 1/3 cuộc đời để đi thưa kiện, nó còn dài hơn như vậy nó kìa. Yêu cầu mở rồi.